Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì có mấy bạn hỏi thăm mình về mấy con bọ ngựa của mình các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha, tất cả con bọ ngựa của mình. Đó mình mới bỏ cái con dế vô cho cái con bọ ngựa nó bắt các bạn theo. Đó thì bữa mình có được 3 con ha. Đó nhưng mà sau đó thì mình có đi ra ngoài đồng mình bắt được thêm 4 con nữa các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho bạn xem 7 con bọ ngựa ở nhà mình đang nuôi nha các bạn. Đó, đây là mấy con bọ ngựa nè. Bây giờ mình sẽ cho từng con ăn đi. Một chút xíu mình sẽ quay cho bạn xem chi tiết. Đó, mình sẽ thả mấy con sâu vô. Đó, nó đang thấy con sâu bạn thấy không? Đi tới nè. Tới nó sẽ chụp con sâu nha bạn. Đó. Thì mấy con mà mấy con này là mấy con đực đầu mình bắt nè, 3 con đực đầu nè, rất là to rồi. Đó, thì bữa mình có nói với các bạn là mình đang có dự định mình nuôi cái con bọ ngựa sinh sản các bạn. Thôi nó con bọ ngựa nó chụp con sâu mà chụp hụt các bạn. Đó, thì mình đang có dự định mình nuôi bọ ngựa sinh sản á, nên mình bắt về nhiều để mình nuôi sinh sản các bạn. Đó thì đây là mấy con mà mình bắt trước ha, nó to. Đó, mình sẽ bỏ vô sâu vô cho mấy con này bắt trước đi, chút xíu nữa mình sẽ quay xuống cho bạn xem, tại vì nó không có mồi nó ăn thì nó nhâu lắm bạn, nó hay nhảy ra ngoài khỏi chuồng lắm. Đó, nó bắt cơ. Đó, chứ là mấy con nhỏ nhỏ này vậy nè bạn. Đó, nhỏ này là mình không có mở nắp ra được. Đó, thấy nha, là một con nè, bạn thấy không? Đang con nè, hai con nè, ba con nè. Thì mấy con nhỏ này thì mình mở nắp ra thì nó sẽ nhảy các bạn. Nó nhảy dữ lắm. Đó thì mình sẽ cho nó ba con nhỏ này ăn đi, rồi mình mở nắp rồi mình cho nó ăn cái đi, rồi mình mới bắt đầu mình mới quay cho bạn xem nha. Để mình thử mình mở mở thử cái con này ra cái. Cái màn hình nó không được đẹp lắm các bạn. Chờ mình xíu nha, mình sẽ cho mấy con này nó bắt mồi cái đi. Đó. Đó nó bắt nè. Chụp. Chụp luôn. Đó. Cái con nhỏ này rất là nhoi, nó đang đứng trên cái nắp hộp nè, mình biết sao mình mở được nữa. Đó, thôi mình xin mình ngưng máy chứ mình bỏ con sâu vô cho nó bắt đi, rồi bắt đầu mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Mình mở cái nắp ra đây để là nó nhảy ra các bạn. Bạn chờ mình chút xíu nha. Đó đây các bạn ơi, thì mình mới vừa cho mấy con nhỏ nó ăn xong nè. Đó, thì mấy con nhỏ bữa mình có bắt được các bạn. Đó, lúc đó mình có làm video cho bạn xem á, thì từ cái ngày mình bắt được á thì nó đã lột xác được 2 lần rồi các bạn. 2 lần rồi. Đó thì hôm nay nó cũng đã lớn rồi. Đó, nhưng mà hiểu sao mấy con này cho cái chân nó lúc nào coi con nào cũng có cái màu hồng hồng đỏ đỏ đó bạn. Đó, con nào cũng vậy nha bạn ha. Đó thì mình khi mình bỏ sâu vô nó ăn, nó chịu đứng một chỗ để mình dễ quay nè. Đó, khi mà nó không có mồi á thì nó hay nhảy nó chạy lung tung lắm bạn. Đây này, tiếp tục mình sẽ quay cho bạn xem con nữa nha. Đó, con này thì cái chân nó cũng hồng hồng đỏ đỏ đó bạn thấy không? Đó rất là ngộ luôn bạn. Ở ngoài tự nhiên thì mình thấy nó màu xanh gì như cái lá cây vậy bạn. Đó, vì nó là cái con bọ ngựa xanh mà. Đó thì nhưng mà sao mình nuôi trong môi trường nuôi nhốt ở nhà mình đó các bạn thấy, con nào cũng vậy nè, con này cũng vậy nè. Đó, chân nó màu hồng hồng cam cam. Đó, mấy con lớn cũng vậy luôn nè. Họ đây nè, con này thì nó đang ăn mà cái chổng đầu xuống. Đó, nên mình thấy được cái phần đuôi nó thôi nè. Đó. Bạn thấy không? Đó. Con nào cũng đang ăn đó nha bạn. Đó thì nó đang ăn như vậy thì mình mới quay được cho bạn xem. Đó chứ mà nó không ăn nó nhoi lắm, nó nhảy ra hoài hoài. Đó, mình thấy con này chân nó màu nó nhiều hơn nè. Đó. Rất là ngộ luôn bạn. Đó. Hay có hai con bự thì sao nó cứ chổng đầu xuống không ta? Đó. Đây, con này cái con này thì nó đang ăn con dế, tại nó bự rồi. Với lại cái con này mình nghĩ chắc nó lột xác khoảng một lần nữa thôi thì nó đã chia sẻ, nó sẽ trưởng thành nha bạn. Đó gì các bạn thấy cái phần cánh nó đang lú ra không nè. Đó. Thì con này là cái con mà mình bắt cái con to nhất nữa bạn. Đó. Ý, cái con to nhất thì nó đã trưởng thành, là bữa mình đã thả đi rồi. Lúc đó mình chưa có dự định mình nuôi bọ ngựa sinh sản nè. Đó thì hôm nay thì mình mới có dự định mình nuôi là bọ ngựa sinh sản thì mình bắt đầu mình mới đi bắt thêm mấy con tiếp theo nữa nè. Tại bữa mình chỉ có 3 con thôi, mình cứ sợ là nó lột xác ra nó hóa là 3 con cái hoặc là 3 con đực nên mình không có cho nó giao phối được á. Đó. Đó nên bữa mình cũng mới đi bắt thêm. Đó, đây. Đó. Đây cái con này thì nó chưa bắt, mọi bạn nó đang đi tới nè, đang gần nè. Bạn chờ mình xíu, mình lấy nét gọi xíu cho bạn dễ xem. Đó đây bạn. Đó thì cái con này nó mình đang nuôi trong cái ly nhựa các bạn, cái ly mà ly người ta uống cà phê á, nó nên nó hơi chật chội xíu à, nên cũng khó quay. Đó, nó đang rình cái con sâu nè, mà con sâu đang nằm im mà, con sâu ấy cử động mà thì nó mới bắt mồi nha bạn. Đó, thì cái con này cái chân nó cũng có màu nè bạn thấy không? Đó, rất là ngộ luôn. Đó, con nào cũng vậy các bạn ơi, con nào mình đem về nhà mình nuôi cái nó cũng có màu nè, con to cũng vậy nè. Nè, con to cũng vậy nè. Đó, các bạn thấy nó đang có màu không? Đó. Nó đang ăn con dế nè, sao mờ quá ta. Mình di chuyển từ cái chuồng này qua chuồng kia nó hơi mờ, rồi nó dục dế thấy cái ánh đèn nó bò lên đó bạn. Đó đây các bạn. Đó thì mình biết sao nó bỏ cái con dế rồi bạn ơi, nó ăn mấy con nữa nó bỏ, nó bụng bạn thấy cái bụng không? Bụng nó no nè.
đó, nó no quá, hôm qua nó mới ăn một con dế rồi đó, thì hôm nay nó ăn thêm một con nữa nè mẹ đó, mình thấy bụng nó khá là no nè đó, nên nó bỏ con dế nè đó, thì nó chưa có lột xác các bạn ơi, khi nào mà nó lột xác nó trưởng thành nó sẽ bỏ ăn các bạn ha. Con vật nào cũng vậy, mình thấy là mình nuôi á, tại vì mà khi mà nó gần lột xác á thì nó sẽ bỏ ăn các bạn ơi, con nào cũng vậy, bò cạp cũng vậy, bò ngựa cũng vậy ha, đó nó sẽ bỏ ăn nha các bạn đó. Thì con này là mình nghĩ chắc lỗ lột xác lần sau nữa thì nó sẽ trưởng thành nha các bạn ha. Đó các bạn thấy không? Nó không có gì ăn, nó bắt đầu nó nhồi, chuẩn bị nó leo lên nè, thấy cái ánh đèn mình quay á, nó nhồi rồi các bạn ha, đang leo lên, chuẩn bị leo nè. Đó, thôi mình đi quay cái con khác cho bạn xem, mình đẩy cái này nắp nó lại nha các bạn, để nó leo ra nha. Đó đó đó, đi lên nè, đi lên nè. Đó, thì mình quay cái con này cho bạn xem, cái con như này nha. Đó, mình bạn chờ mình xíu, mình đẩy nắp cái con kia lại cái. Tay mình hơi giới lấy cái nắp cái. Đó, mình đẩy nắp cái con bự lại. Đó. Không mới đẩy nắp nữa, nó leo lên cái nắp rồi các bạn. Đó, đây là cái con nhỏ nè. Con này mình bắt hình như là mình bắt một lượt cái con to nãy đó các bạn. Đó, con to nãy là mà lúc trước mình bắt nó nhỏ xíu à. Đó, mấy cái vỏ mà vỏ xác mà nó lột xác nè bạn. Mình lấy cái cây nhíp cái. Tiêu rồi. Đây, nhíp đây. Nè bạn, đây là mấy cái này nè. Không mấy cái xác nó lột mà nè bạn thấy không? Đây nè. Đó, đây là đây một cái nè. Đó, mình chưa có dọn ra được nữa. Đó. Các bạn thấy nó đang ăn con sâu. Ăn to rồi chưa? Ăn ơi con sâu mới đây nó ăn gần hết các bạn. Ăn cũng lẹ ghê chứ. Đó bạn thấy đây nè, nó ăn nè. Đó, mới đây rồi còn có phần chút xíu à. Đó, mấy con nhỏ chắc nghĩ nó ơi con nhỏ này nó ăn xong rồi nó chạy ra bạn ơi. Thế nè. Con nhỏ này nó ăn xong rồi nó chạy ra. Chết cha. Nên vậy mấy con này nó ăn nó mới đứng im cho mình quay được. Rồi đó, nó bò lên tay mình rồi. Bạn chờ mình xíu mình bắt nó xuống cái. Rồi các bạn ơi, thì mấy cái con mà mình nó đã ăn xong rồi mình xin phép mình đậy nắp lại bạn ơi. Tại nó chạy rất là nhanh, nó rất là nhoi bạn. Nó mình không có kiểm soát kịp á, mình sợ nó bò nó chạy mất các bạn. Đó thì mình đã đậy ba cái con nhỏ lại nè, chứ cái con to là mình đậy thắt lại rồi. Đó, còn hai cái con chung mà. Đó, hai con này thì mình đang có nó đang ăn cũng gần hết rồi nè các bạn. Để mình tranh thủ mình quay cho bạn xem ha. Để lát nó ăn xong cái là nó nhoi lắm. Đó, thì đây cái con này nó ăn cũng được phân nửa rồi. Sao thấy nó cứ mờ vậy ta? Đó đây các bạn. Đó thì mình bữa mình cũng nói cho bạn xem á, là lúc mà mình đang có dự định mình nuôi cái con bọ ngựa này sinh sản các bạn. Đó thì mình đi bắt thêm mấy con á. Đó thì số lượng hiện tại là mình đang có 7 con ha. Đó thì mình sẽ nuôi để mình cho nó giao phối ha. Để lúc đó mình sẽ làm video cho bạn xem luôn ha. Khi mà nó giao phối hoặc là có trứng. Đó thì mình sẽ làm video cho bạn xem luôn ha. Đó, thì là cái con này thì mình lúc mà nó còn non á thì mình chưa có biết là nó là cái con đực hay con cái nha bạn ha. Đó, khi mà nó có cánh là thì mình mới biết nha. Tại con cái thì nó to đó, còn đực thì cái người nó thon nó nhỏ ha. Đó thì mình chưa có phân biệt được mấy con non như vậy ha, mình chưa có kinh nghiệm. Đó, bạn nào biết thì các bạn comment cho mình biết nha, chia sẻ riêng cho mình nha. Đó thì con này nó ăn nãy giờ chưa có xong nè. Mấy con kia thì nó ăn nhanh ghê, nó ăn xong hết đó bạn. Đó bạn thấy phần bụng không? Ăn nè, no ghê chưa. Đó. Thì mấy con này hôm qua mình cho ăn hết rồi các bạn. Đó thì bữa nay mình cho nó ăn tiếp nữa để mình quay cho bạn xem nè. Đó, hôm nay nó vẫn ăn nữa nè. Đó, ăn ngon hiếm sao. Đó thì lúc mà giai đoạn nó còn nhỏ như vậy á thì mình cho nó ăn sâu ha. Nó nhỏ hơn nữa thì mình cho ăn sâu nhỏ, sâu nhí các bạn. Đó thì lớn lớn vậy mình cho ăn sâu trung nè. Đó. Còn lớn nữa thì mình cho ăn dế, hay dế mồi. Đó, rất là mấy cái thức ăn cũng dễ khá dễ tìm. Đó, mình đang phân vân cái là lúc mà mấy con bọ ngựa non mà nó mới nở á. Đó thì lúc đó cái nguồn thức ăn nó tìm hơi khó nha các bạn ha. Hơi khó xíu. Đó, thì đây con này ăn xong rồi. Ở tiệm bữa có mấy bạn mà comment cho mình biết á, là chỉ mình đó là cho nó ăn cái con ruồi giấm, ruồi đấm gì nhỏ xíu các bạn. Đó, thì cái con đó thì mình tìm hơi khó. Đó, thì mình đã có được mấy con sâu mà sâu nhí các bạn. Đó, nhưng mà nó cũng to hơn, cũng sắp sửa như cái con bò ngựa con non mới nở các bạn. Đó thì bạn nào biết cái nguồn thức ăn nào mà phổ biến mà hay dùng để cho mấy con bò ngựa non á, bò ngựa con mới nở á, ăn á, thì các bạn comment chia sẻ cho mình nha. Tại mình đang có dự định để mình nuôi mấy con bò ngựa này sinh sản ha. Đó, không biết là có nuôi được hay không. Đợt trước thì mình nuôi được, có mà mình lấy được một cái ổ trứng ở ngoài thiên nhiên thì nhà mình để thì nó nở ra được một bầy bò ngựa con, nhưng mà mình nuôi không được, nó tèo hết rồi bạn, không còn được con nào hết á. Đó thì đợt này thì mình thử mình nuôi lại ha. Đó, nhưng mà từ đợt này thì mình cho nó giao phối ở nhà mình luôn. Đó thì nó đẻ trứng ở nhà mình luôn. Đó thì không biết là có thành công hay không. Đó thì các bạn cũng comment chia sẻ cho mình ha, chia sẻ kinh nghiệm đi cho mình ha. Đây con này ăn xong rồi nè bạn, con này ăn xong rồi nó hết, nó đây nó không có nhoi bằng mấy con nhỏ. Nhỏ là nó nhoi lắm, nó chạy ra hoài liền à. Đó, mấy con này nè. Đó, đây nè. Đó, mình phải đậy nắp lại bạn, nó hơi mờ nha bạn ha, tại cái nắp nó hơi mờ xíu. Đó đây con này nữa nè.
Đây em này ăn nãy gì chưa xong, ăn chậm ghê luôn mà. Đây nè. Đó. Cái chân nó cứ hồng hồng đỏ đỏ các bạn ha. Đó, không biết là trong cái quá trình mình nuôi nhốt nó bị vậy hay sao á. Chứ mình thấy mấy con ngoài tự nhiên con nào cũng xanh, xanh lè các bạn. Đó, còn mấy con mình nuôi ở nhà thì nó cái màu nó không được xanh. Màu nó hơi nhạt xíu nhưng mà nó hồng hồng á. Mình không biết là phải nó vì thiếu ánh nắng hay không ha. Các bạn chia sẻ cho mình nha. Đó, thì thôi. Thì cái video hôm nay ha là có mấy bạn hỏi thăm mình về mấy con bọ ngựa ha. Đó thì mình cập nhật cho bạn xem. Mấy cái con, tất cả con bọ ngựa hiện tại mình đang nuôi. Đó, đợt đầu thì mình có được 3 con ha. Đợt sau thì mình bắt thêm được 4 con nữa. Đó, vì mình đang có dự định mình nuôi bọ ngựa sinh sản nên mình bắt nhiều ha. Để mình có cái số lượng mà nó lột ra được cái con cái, con đực nó đều ha. Tại bữa 3 con thì mình sợ nó lột không đều các bạn. Đó, với lại mình chưa kinh nghiệm nhiều ha. Bạn nào có kinh nghiệm về cái bọ ngựa sinh sản thì các bạn comment cho mình biết nha, chia sẻ đi cho mình nha. Đó thì để mai mốt thì mấy con này nó lột xác trưởng thành, hoặc là mình cho nó giao phối á, hoặc là đẻ trứng, đó thì mình sẽ quay cho bạn xem. Hoặc là bạn nào thích về bọ ngựa thì các bạn cứ comment cho mình biết thì mình sẽ quay tiếp mấy con bọ ngựa này cho bạn xem nữa ha. Đó, còn bây giờ thôi thì mình đi cất mấy con bọ ngựa nhỏ bạn, anh nó nhoi quá. Mình sẽ gài nắp lại các bạn. Nói mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.